Rodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen, Tổng thống Liên bang Nga Putin đã có thư điện chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Nội dung như sau. Thư chúc mừng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisulit viết: Thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và nhân danh cá nhân, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisulit vinh dự và nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Tô Lâm đã được bầu giữ chức Tổng Bí thư, thể hiện sự tin tưởng và đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với năng lực, kinh nghiệm phong phú và những thành tích nổi bật của đồng chí trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thời gian qua. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào tin tưởng dưới sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Tô Lâm đứng đầu, nhân dân Việt Nam anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào khẳng định sẽ sát cánh cùng với đồng chí Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tiếp tục củng cố và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả trên các lĩnh vực. Trong điện mừng thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân danh cá nhân, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ vui mừng và gửi tới lời chúc mừng nồng nhiệt tới đồng chí Tô Lâm được bầu giữ cương vị Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Những năm gần đây, Đảng Cộng sản Việt Nam đã quán triệt thực hiện tinh thần nghị quyết đại hội 13, đi sâu thúc đẩy công cuộc xây dựng Đảng, giành được những thành tựu mới trong thúc đẩy xây dựng xã hội chủ nghĩa và sự nghiệp đổi mới mở cửa. Đảng Cộng sản Trung Quốc tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo kiên cường của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn Đảng và toàn thể nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi những mục tiêu và nhiệm vụ Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra, thúc đẩy vững chắc công tác chuẩn bị Đại hội 14, không ngừng hướng tới hai mục tiêu 100 năm thành lập Đảng và thành lập nước. Trung Quốc và Việt Nam là láng giềng hữu nghị xã hội chủ nghĩa, núi sông liền một dải. Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ sẵn sàng cùng với Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn dắt xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Việt ngày càng thực chất đi vào chiều sâu, cùng phát huy tình hữu nghị truyền thống, củng cố tin cậy chính trị, đi sâu trao đổi chiến lược, thúc đẩy hợp tác thực chất, đem lại nhiều hạnh phúc hơn cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Trong thư chúc mừng thay mặt Vương quốc Campuchia và nhân danh cá nhân, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni chúc mừng Ngài Tô Lâm được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tin tưởng dưới sự lãnh đạo tài tình của Tổng Bí thư, Việt Nam sẽ giành được nhiều thắng lợi to lớn và phát triển nhanh trên mọi lĩnh vực và giữ vững vai trò quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Quan hệ giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia sẽ ngày càng gắn bó tốt đẹp và tiếp tục duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác song phương hữu nghị, đoàn kết và phát triển. Thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen chúc mừng đồng chí Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện sự tin tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và toàn thể nhân dân Việt Nam về năng lực và sự lãnh đạo sáng suốt của đồng chí. Tin tưởng dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tô Lâm, Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục thực hiện thành công mục tiêu bảo đảm ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội và duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của Việt Nam cũng như trong khu vực. Mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác chặt chẽ giữa hai đảng ngày càng đi vào chiều sâu vì lợi ích của nhân dân hai nước và của hai dân tộc. Tổng thống Liên bang Nga Putin chúc mừng đồng chí Tô Lâm được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định uy tín chính trị cao và những đóng góp của đồng chí trong đảm bảo phát triển kinh tế xã hội và nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Liên bang Nga đánh giá cao những nỗ lực của đồng chí Tô Lâm trong củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, tiếp tục có các cuộc đối thoại mang tính xây dựng và phối hợp chung về các vấn đề cấp thiết trong chương trình nghị sự song phương và quốc tế, đáp ứng các lợi ích cốt lõi của hai dân tộc, góp phần củng cố vững chắc an ninh và ổn định tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.